Rồi, Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh à. Hôm nay em giao lưu với bà con là một lô bonsai nha bà con. Đó, bên này cây cũng khá đẹp ha, giá cũng dễ chơi luôn. Bên này gồm có nguyệt quế, khế, linh sam, chiếu thủy, cần thang, không có cần thang. Đó, cuối clip em có mấy cái chậu mà mới để bán giao lưu với bà con ha. Đó, chậu mình trang trí cho cây gần dịp Tết này ha. Đó, có được cây me nha bà con, chứ chiếu thủy. Đó, được mấy cây trang sen, trang đỏ. À, trang sen đang lên bông rất đẹp ha. Đây là mã số 1A nha bà con, là một cái cây khế chua ghép khế nhật siêu trái siêu bông ha. Đó. Số điện thoại giao lưu của em là 0939442212, em ở khu vực Thế Hòa, phường Thái An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Bà con có cần thêm chi tiết hình ảnh cây kết bạn Zalo với em sẽ chụp gửi sang cho bà con mình tham khảo ha. Đây, cây khế mã số 1 nha bà con, chiều cao là 70. Cây này tàn rất là ấm đẹp rồi nha. À, tán ngang như là 87. Đỡ khế này là gốc khế chua ghép khế nhật. Đó, gốc khá lớn luôn. Cái này là nó ba một gốc lên ba thân nha bà con, tam tài ha. Đó, rất là đẹp luôn. Cốt cành cũng khá lớn. Dấu mắt ghép thì nó cũng đã gần liền lại hết rồi nha, liền lạc hết rồi. Đó. Cây này khi đi em sẽ rút chậu em bó bầu để cho đi nha bà con. Đó, chậu này xi măng cũng dễ vỡ lắm, nó không có mà được tốt. Đây, em đo cái hoành ha, cái hoành của cây. Cái hoành vị trí này là 55 nha bà con. Đây, 55 hoành phỏng nha. Đó. Còn cái dàn đế này thì nó khoảng em đo như gì ha? Nó khoảng 142. Đây, cái này nếu như về mình có thể cắt bỏ mấy cái rễ treo ở trên đây. Đó, để cho cái đế mình thấy nó liền nó đẹp hơn. Nó như cái bể này ha, là khá đẹp luôn nha. Đó. Mã số 1A này em giao lưu bà con là 3 triệu 700 ngàn. Em bao ship toàn quốc nha bà con. Em sẽ rút chậu bó bầu cho đi ha. Đó, cây rất là lớn đẹp nha bà con. Phơm tàn cũng ấm mịn hết rồi. Đó, số điện thoại giao lưu em là 0939442212. Đó, em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, ở dưới đây có rau má nữa nha bà con. Đó. Rồi, mã số 1 nha bà con. Đó, 1A. Tiếp tục mã số 2. Đây em về được một cây linh sam lớn nha bà con. Dòng này rất là lớn nha. Đó, cây này đang lên bông khá đẹp luôn nha bà con. Đó, nó cây này nếu như mình đi tới nơi có thể bông nó sẽ rụng hết rồi ha. Đó, khi mình chốt hàng cây ra tới nơi bông rụng nha. Cái này nó lên khoảng 30-40% bông thôi. Đó, nếu như nó lên gọn cái là tím cây hết. Cây này là giống song hinh nha bà con, song hinh lá chung. Chiều cao của cây là 49. Tổng cái chiều dài tán như vậy là 108. Tán ngang dài nhất là 74. Đó. Cái này đang lên bông khá đẹp. Đó, dòng linh sam song hinh này thì rất là dễ để bông. Đó, khi mình bỏ nước cho nó khô nó héo lá, mình tưới nước nhiều lại là nó lên bông thôi nha. Đó. Cốt cành thì cũng khá lớn rồi nha bà con. Cốt này rất lớn rồi ha. Dáng cây thì nó rất đẹp luôn, quái rất là quái cây. Đây. Đây để em đo cái hoành thân ha. Em đo cái hoành vị trí này đi nha bà con. Cái vị trí này là 43. Đó. Cái cũ ở dưới đây. Cái cũ dưới đây là 54 nha bà con. Đó, em đo trên đây một cái nữa, nhiều chỗ để mình tham khảo cho dễ ha. 34 nha bà con. Ngay đây. Đây. Bà con mình xem coi cốt cành rất lớn ha, lớn hơn tay cái em nhiều ha. Đó, đế thì này cây này là khá là đẹp nha bà con. Dàn đế này khá đẹp nha. Đó, bông này thì giác sáng nó thơm rất là thơm nha bà con. Đó, khi giác chiều thì nó sẽ ít thơm lại. Rồi mã số 2A này em giao lưu bà con là cây là không chậu, là giá là 6 triệu 500 ngàn, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, cái chậu này thì mình đi nó nặng nề lắm, chứ nó cũng xi măng thôi, nó cũng dễ vỡ. 6 triệu 500 em bao ship toàn quốc nha bà con, một cây linh sam song hinh. Cây này dáng khá quái và đẹp ha. Đó. Rồi, số điện thoại em là 0939442212 nha. Em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Tiếp tục mã số 3 cũng là một cây linh sam luôn. Dòng này là dòng siêu bông nha bà con. Dòng siêu bông thì dòng bà này là nó rất là lên bông, là rất là thường xuyên và là bông rất là thơm luôn. Đó, lá thì nó gọn hơn một tí của song hình nha. Đó. Cái này phơm tàn ấm mịn, cây rất là già cây luôn. Chiều cao như vậy là nó 32. Tổng chiều dài tán như là 76. Tán ngang như vậy là 55. Đó. Cây siêu bông này thân đế rất là quái luôn. Đó, cây quái nha bà con.
Phơm tàn thì mịn, cốt cành cũng khá lớn rồi. Cây này thì em giao lưu bà con giá là chỉ 1 triệu là 300 ngàn đồng thôi nha. Đây em đo cái hoành vị trí này. Cái hoành vị trí này là 24 nha. Đây là những cái mặt cắt này đã sành cứng nha bà con, để người ta tạo dáng lên cho cây ha. Đây đường thân co lắc rất là quái luôn. Đó. Mình xem kỹ nha bà con. Cốt cành thì khá lớn và mịn, rất là già cây rồi. Dòng này thì cứ việc bỏ nước vài ngày, đỏ lá rụng lá tưới nước là lên hoa nha bà con. Cây này mình cũng không cần chăm sóc quá để cho nó tốt quá. Nếu tốt quá nó thường xuyên nó ra lá, nó tốt lá không nó không có hoa nha. Rồi mã số 3 này em giao lưu với bà con là 1 triệu 3 không chậu nha bà con. Em sẽ bó bầu cho em sẽ vô gì đi ha. Cái chậu này demo thôi. Em bao ship toàn quốc. Mã số 4 đây. 4A là một cây linh sam song hình. Đó, cái này mình rảnh mình đệm một nước nữa thì nó quá mịn luôn, rất đẹp. Cao là 50, chiều dài là 74. Đó, cây này thân quắn rất là quái luôn, đế cũng đẹp luôn. Đó. Tán ngang như gì là 50. Chiều dài 74, tán ngang 50, chiều cao là 52. Đó. Cái này cốt cành cũng khá già khá lớn rồi. Đó, dòng này thì để bông rất dễ nha bà con. Linh sam song hình nha. Đó. Rồi em đo cái hoành thân ha. Đây cái hoành thân vị trí này là 20, đế cũng khá đẹp. Cái này mình khai thác xuống đế vẫn còn nha bà con. Cây rất là nặng cây luôn. Đó, từ trên đây xuống đây khoảng 20, 19, 20 đều hết nha. Đó, rồi mã số 4A này em giao lưu với bà con là giá là 1 triệu 600 ngàn. Em bao ship toàn quốc. Đó, bà con xem kỹ chi cành đồ ha. Tay giữa em hết rồi ha. Đó, tay giữa tay út rồi ha. Cũng khá già rồi. Đó, rồi 1 triệu 6 em bao ship toàn quốc nha bà con. Tiếp tục là một cây nguyệt quế nha bà con. Đó, dòng này là dòng nguyệt quế lá nhỏ nha. Đó, nguyệt quế này nguyệt quế Thái nha. Bông ga lai ga lai gai nha bà con. Đó. Cũng có khi nó cũng gỗ lắm nha. Cao như là 72. Tán ngang như gì đó là 40 65. Cây này theo cái form tán thiên nhiên rất là đẹp nha. Đó. Cốt cành thì cũng khá lớn. Đó, thân cây khá quái luôn. Lượng lắc rất là đẹp luôn. Mã 5A này thì em giao lưu bà con là 2 triệu 200 ngàn nhé. Em bao ship toàn quốc. Đây vị trí là 19 nha. Cái hoành cũ dưới đây. Hoành cũ ở đây là 27. Cây này cũ nở rất đẹp nha bà con. Đó. Cái đường thân co lắc. Nó quyện theo nhìn rất là có hồn luôn nha. Đó. Dáng bonsai đẹp luôn. Rồi cây này em giao lưu với bà con là giá là 2 triệu 200 ngàn đồng. Em bó bầu cho đi nha bà con. Những cái chậu xi măng em sẽ bó bầu cho đi. Còn cái này em báo em ship chậu em sẽ báo cho bà con nha. Đó. 2 triệu 2 mã 5A nha bà con. Đây tiếp tục là nguyệt quế lá chung bông chùm. Đó, dòng này thì một nước dây ha. Đó, phơm tàn cũng khá mịn rồi nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn. Đế thì khá đẹp luôn. Chiều cao như gì là nó 36, tổng tán ngang như gì là nó 53. Nguyệt quế lá chung qua chùm. Đó, cái đế nơm đó. Đây, vị trí hoành vị trí này là 16 nha bà con. Đó cũng khá khá ha, cây khá già rồi nha. Đó. Mình xem đi ha. Đó mình xem cho kỹ nha. Phơm tán đều rất mịn, cái này khi nó lên một đợt được đợt nữa mình tỉa cái là bắt đầu nó mịn ngần luôn nha. Cây này thì em giao lưu bà con giá chỉ 600 ngàn thôi. Em bao ship toàn quốc. Đây. Cái này như gì nha bà con. Đó, cái chậu này chỉ demo thôi ha. Rồi. 600 ngàn em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, một cây nguyệt quế lá chung bông chùm. Mã số 2. Đây cây này là tam đa nha bà con, ba thân nha. Ủa số 7. 7A là cũng là một cây nguyệt quế luôn. Đó. Chiều ngang như gì, chiều dài tán gì là 58, tán ngang như gì là khoảng 42. Đó, phơm tàn rất là ấm mịn nha. Cái này để nó hơi nghiêng tí nha bà con. Đây, đáng lẽ nó đứng thì nó gì nha. Đó, rất là đẹp cây này, phơm tàn rất đẹp nha. Rồi em đo cái hoành nha. Cái hoành vị trí này là 18 gần 19 nha. Đó, ba thân ha. Đó, cũng tam tài luôn. Đó, mình chơi theo lối phong thủy là mình kêu tam tài nha bà con. Rồi, cái này thì em giao lưu bà con giá cũng 600 ngàn luôn. Rất là dễ chơi. Đó, em bao ship toàn quốc ha. Cây bên lớn mình dây đồ vô gì thì nó đẹp gì thì giá 600 quá dễ chơi nha bà con. Rồi, đổi cây. 8, mã số 8A. 8A cũng là một cây nguyệt quế đồng giá là 600. Cây này nó có một cái thẹo nên bán giá 600. Nếu không có thẹo có thể giá cao hơn nha bà con. Cao là 35. Tán ngang như gì nó là 56. Đó, phơm tàn rất là mịn đẹp luôn. Cái này về mình chỉ tỉa cho nó gọn tàn, nó phơm, nó lên phơm thì mình chơi thôi. Còn rảnh thì mình vô dây thêm. Số điện thoại giao lưu em là 0939442212 nha bà con. 18 là hoành. Đó. Hoành cũ vị trí này là 33.
Quỳnh Đế ha, cái này đang kéo là rất mạnh ha, chỗ này rất cứng sành này. Rồi mã 8A này em vô luôn bà con là giá 600 luôn, em bao ship toàn quốc ha. Đó, cái chậu demo em không có ship chậu nha bà con. Đó. 9A cũng là một cây nguyệt quế luôn, lá chung bông chùm, lô này toàn bộ là lá chung bông chùm nha bà con. Cây tán rất là đẹp, phơm tàn thiên nhiên đa nha bà con. Chiều cao là 50, tán ngang như vậy là 52. Đó, dòng này thì hoa nở rất là chùm lớn, rất là thơm luôn. Đó. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Giá cũng 600.000 nha bà con. Đó, 19A nha bà con. 14 x 15 ha. Đây, chỗ này nó có bị chóc chút xíu da ha. Đây. Bà con xem giùm em nha. Đó, có sao thì em chỉ vậy. Đó, để cho mình mua về cái mình khỏi phải bỡ ngỡ khi mình nhận ra ha. Khi lúc đó là em không có thông báo ha. Rồi cái này em thông báo bà con xem thì cũng tua chậm thôi. Đó, để mình xem kỹ một chút. Đó. Rồi, 9A này em vô lũ bà con là 600.000 bao ship toàn quốc nha bà con. Một cây nguyệt quế lá chung môn chùm ha. Tiếp tục mã 10A em có một cây trung nu, dòng này rất là già, cây cốt cành đã hết dây nha bà con, hết kẽm rồi. Đó. Số điện thoại Zalo em là 0939442212, em ở khu vực Thế Hòa, phường Thắng An, quận Môn, thành phố Cần Thơ nha. Đó, bà con có thích cây nào liên hệ với em nha ha. 32 là chiều cao, tán ngang như gì đó là 39. Đó, cái mặt cắt ở trên nó cũng gần bích rồi ha. Đây gần bích rồi. Đây còn một ít ha. Cái này mình chịu nuôi thả thì nó rất là mau mà liền mặt cắt. Cái này nuôi chậu này quá lâu rồi bởi vì nó chậm lành. 15 gần 16 nha bà con. Ở trên đây thì 13 ha. Đó, cái cũ ở dưới đây, cái cũ khoảng 28 nha. Rồi cái này thêm cho lúa bà con là giá 1 triệu ha. Đây em cũng bó bầu cho đi. Đây dàn xương nó đây ha. Xương dâm rất là mịn luôn. Đó. Rồi 1 triệu em bao ship toàn quốc 10A nha bà con. 11A cũng là một cây trung nu luôn. Đó, cây này cũng 1 triệu luôn ha. Đó, cây này thì nó đang mà cái dàn thân lên nu rất là mạnh luôn, rất đẹp luôn. Chiều cao như vậy là nó 36. Tổng chiều dài tán là 44. Đó, cây này thì em giao lũ bà con giá cũng 1 triệu luôn nha. Đó, dòng trung nu cây già, cốt cành già hết kẽm nha bà con. Cây này khi mình tuột lá ra nhìn rất là đẹp luôn. Đây. Vị trí này là 19 nha bà con. Đó, em đo sát dưới ha, chỗ nó nở ra nha. Còn thân thì nó nu quá đẹp luôn. Đây, mã số 11 này em cũng giao lưu với bà con là giá 1 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, cây này nó ăn tiền cái dàn nút dàn nu ha. Đó. Rồi, đổi cây. 1 triệu em bao ship toàn quốc. Mã 12A. Đó. Cây này cũng đồng giá là cây này 900 em bà con, bị tuột một bên nha. Đó, nhưng mà cây này rất là lớn và đẹp luôn. Trực lắc ha. Chiều cao như vậy là 32, tán ngang như vậy là 48. Đó. Phơm tàn thì quá mịn luôn. Cái này chỉ cần cuôn cái mình tỉa mình vô phân thì nó lên bông thôi nha. Cái mùa này cũng dễ lên bông. Đó, mùa nắng lại là dễ lên bông nha bà con. 19 gần 20 nha bà con. Rồi cái này em giao lưu bà con là 1 triệu em bao ship toàn quốc nha. Đó, vàng phơm xương đây. Gốc nở ha, đẹp. Đây chỗ này nó bị mà chóc miếng da nha bà con. Đó. Xem kỹ giùm em ha. Đó, có xử lý rồi, nó cũng đang kéo lại nha. Này mình thả thì chắc cũng có thể kéo lại nhanh. Rồi 1 triệu em bao ship toàn quốc ha. Mã số 12A. Mã số 13A là một cái trung nu nha bà con. Đây vàng này vàng lùng lực, phơm tàn rất mịn ha. Lô hổm gầy còn một vài cây nữa ha. Cao là 27, tán ngang như gì là 56. Gì là nó 36, chiều sau 36 nha bà con. Cây này thì em giao lúa bà con là 1 triệu 3 như thường lệ nha. Em bao ship toàn quốc, cây cốt cành khá già khá đẹp ha. Hoành vị trí này là 19 nha. Đây em nghiêng cho bà con xem cái dàn xương dâm ha. Đó, rất là mịn luôn. Đế thì đế đều nha. Cái này 1 triệu 3 em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, em bó bầu cho đi nha. Những cái chậu xi măng em sẽ bó bầu cho đi. Tiếp tục là một cây khế chua, ghép khế nhật luôn. Cây đang lên bông rất đẹp. Cây này cây lùng lực nha bà con. Dàn đế thì không chê đâu ha. Cao như gì là 30. Đó, tán ngang tổng chiều dài tán như là 45. Cây này thì em giao lúa bà con giá chỉ 700 ngàn. À, em bao ship toàn quốc nha. Cái này em cũng bó bầu cho đi luôn. Cái cây này thì khi đến nơi á, đi hay xa hay lâu ông tôi có thể là rụng lá nha bà con. Nó rụng lá mình cứ nhìn tưới nước mình phục hồi lại rất là nhanh nha. Đây, cái hoành là 23. Đây cái hoành cũ đặc của nó luôn là 38 nha. Đây, đế đẹp ha, rất là đẹp. Rồi 14 anh em giao lúa bà con là 700.000 em bao ship toàn quốc nha. Đó, một cây khế chua ghép khế nhật đang lên bông ha. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi, tiếp tục mã số 15 nha. Mã số 15 cũng là một cây khế chua ghép khế nhật luôn. Đây chậu này rất nhiều là gào giáp cá ha. Cái này khi đi thì em bó bầu nha bà con. Cao là 40,
tổng chiều dài tán là 46 đó, chứ em không có bó chậu cho đi như vậy ha. Đó, tại cái chậu nó đi cái nó bể chân à. 20 là hoành. Đó, đế như gì đó là 30. Rồi cái này em giao lưu bà con là giá 700 luôn, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, dòng khế chua ghép khế nhật rất đẹp luôn nha. 700 nghe, em bao ship toàn quốc nha. 16A là một cây khế luôn nha. Đấy, cây khế này 650 nha bà con, em bao ship toàn quốc. Chiều cao như gì là nó 28, tán ngang như là 352. Đó, cây là quái rất là đẹp luôn. Đó, cây dáng bye bye nha. Đó, đế thì cũng nù nù đẹp nha. Đây chỗ nù này là 27 nha, 26 thì 27 nha bà con. Ở dưới đây thì nhỏ hơn nha. Ở đây là 24. Rồi cái này em giao lưu bà con là giá 650 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. Form tàn cũng khá mịn, cốt cành cũng khá lớn rồi nha. Khế chua ghép khế nhật nha bà con, bó bầu cho đi nha. Rồi, đổi cây. Cặp 17 là một cặp trung nu á. Đây trung nu này, dòng này cây cũng khá già rồi, đang lên bông rất gộ luôn nha. Cái này tỉa đọt thì lên bông thôi nha bà con. 30 là chiều cao, tán ngang là 36. Này cũng khoảng 30 chiều cao nha bà con. Nó một cỡ nha ha, tán ngang khoảng 36 ha. Một cặp một cỡ này thì em giao lưu bà con là 650 một cặp. Đó, giá rất là mềm luôn, rất là dễ chơi luôn nha. Đây, cái này nó đặt, em đo cái này trước ha. 13 14 nha bà con. Rồi, cặp này em giao lưu bà con là 650 mã số 17 nha. Clip này em được chạy cặp ha. 18 cũng đồng giá là 650 luôn nha bà con ha. Hai cây này rất là có duyên ha. Dòng này đang lên bông nha bà con. Đây sắp Tết là cái mùa bông của nó ha. 33. Đó. Tán ngang như là 40. Cái này cũng có thể là như vậy nha bà con. Ba mấy tán ngang ha. Cái này thì cặp này thì em giao lưu bà con là giá là cũng 650 nha bà con. Em bao ship toàn quốc. Rồi em đo một cái hoành đại diện ở đây thôi ha. Lớn đây ha. 11 nha. Đó. Rồi 650 ngàn. Mã số 18A. Em bao ship toàn quốc nha bà con. Đây. Tiếp tục mã số 19A. 19A là một cây trang đỏ nha bà con. Đó, cây này khoảng một tuần 10 bữa nữa thì nó sẽ lên cái tàn rất là mịn luôn. Cây này dáng rất đẹp luôn. Chi nhánh để cũng khá chuẩn nha bà con. Đó. Lá nhỏ trang đỏ, lá nhỏ. Đó, cây này đế rất đẹp luôn. Đây, giá thì cũng dễ chơi. Chiều cao như là 25. Tán ngang như gì đó là 30. Cái này thì em giao lưu với bà con là giá là 650 ngàn. Em bao ship toàn quốc. Hoành 11 gần 12 nha bà con. Đây, hoành cũ vị trí này. Cũ đặt luôn đi là 20 nha. Rồi cái này em giao lưu bà con là 650 ngàn. Em bao ship toàn quốc. Một cây trang bon sen đỏ rất là đẹp nha bà con. Đó. Dùng ngoài mình có thể gọi là mẫu đơn đó nha. Rồi tiếp tục mã số 20. 20 là một cây trang đỏ luôn. Form tàn quá mịn và đẹp luôn. Chiều cao như gì là nó 19. Tán ngang như gì là 30. Đây như gì là 17 nha. Cây này thì em giao lưu bà con giá chỉ 600 ngàn thôi, em bao ship toàn quốc. Đó, thân hơi nhỏ hơn tí thì em mang sẽ giá tiền hơi nhỏ hơn tí nha bà con. Nhỏ cũng không có bao nhiêu. 12, gần 13. Rồi cái này em giao lưu bà con là 650 ngàn, em bao ship toàn quốc. Đó, cốt cành cũng khá lớn, khá mịn, rồi khá chuẩn nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, 650 ngàn, em bao ship toàn quốc. Đây, tiếp tục một cây trang sen nha. Đó, dòng trang sen này thì bông nó nở như rồi khoảng một tháng nữa mới có tàn nha bà con. Nó bông thì nó lên lưu liên thường xuyên, như cái này đang nở, cái này đang búp nha bà con. Còn ở đây nó đang có nụ nha. Nó sẽ xây chuyền nha hoài vậy đó. Nó dòng trang sen này thì trồng rất là bông rất là đẹp luôn. Cao là 24, tán ngang như gì đó là 24. Đó. Bông như những cái cánh bông như những cái bông sen nha bà con. Đây em đo cái cục đế thôi. Cái cục đế này là 13. Đó, đo ngay đây nha bà con, trên đây khoảng tới cái thôi nha. Đó, cái này thì em giao lưu bà con là giá 600 ngàn, bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 21A. 22A, đây cũng 600 luôn nha, cao là 19, tán ngang là 22, hay. Đó, rất là đẹp nha, cây này đang già lá lại là lên bông nha bà con. Đó, em đo cái hoành cũ nó đi, chứ hoành thẳng trên thì nhỏ rồi. 17 nha, rồi cái cũ này 17, cây này em giao lưu bà con là giá 600 luôn nha bà con, mã số 22A ha. 600 ngàn em bao ship toàn quốc. 23A là một cây me nha bà con, đó, một cây me chua miền Tây của mình ha, cây này thì nó đã vô dây và đang lên đọt ha. Có khi những cái đọt mà nó bị mà lên chậm hay gì đó nó chết cái bắt đầu mình cắt, cứ việc cắt lên đâm đọt mới rồi mình vô dây lại ha. 46 là chiều cao, tán ngang như là 51, nhưng mà cái này triệu chứng nó đã lên mà mầm rất là đầy đủ rồi, không có nào BCC đâu. Đó, đây cái hoành thân như chính là 9. Đó, cái hoành cũ như gì là 24.
Cái nem vô lú bà con là giá 650.000, em bao ship toàn quốc, mã số 23 nha bà con. Đây, rất là đẹp ha, cốt cành khá lớn luôn. Rồi, đổi cây 24, cuối clip em có mấy cái chậu mà đồng nở lái thiêu nha bà con. Đó, Bình Dương lái thiêu đem giao lưu với bà con để chồng mình về mình trang điểm cho những cái cây mới của mình. Vô, mình lên chậu đẹp cho cây nó đẹp lên nha. 28 là chiều cao, tổng chiều dài tán là 58. Đó. Cái hoành vị trí này là 21. Dòng này thì em cũng còn vài cây nữa hết rồi nha. Đó. Đây là nu gò cong ha, nu gò cong lá lớn, nó thân được nó nu nùng hết ha bà con, rất là đẹp nha. Rồi cái này em giao lúa bà con là 1 triệu 2, em bao ship toàn quốc nha. Rồi mã số 24A nha bà con, 25A. Đây cũng là một cây nu gò cong luôn. Đó. Cái này phơm tàn thì khá mịn rồi. Đó, khá đẹp rồi nha. Này rất là nhiều nhánh chi nhỏ luôn, đó. Chiều cao như gì là khoảng 39, cây này khoảng 1 tháng nữa thôi. Đó. Hoành như gì là 22. Chiều dài tán như gì là 54. Đó, lấy chiều ngắn nhất nó thôi nha bà con. Rồi cái này thì em giao lúa bà con là 1 triệu 3, em bao ship toàn quốc nha. Đây. Phơm tàn đây rất đẹp luôn, rất mịn luôn. Rồi, đổi. 26 bắt đầu là một mẫu chậu nha bà con. Đây, một mẫu chậu là chữ nhật ha, chữ nhật tông cao nha bà con. Đó, rất là cao ha. Chiều cao của cái chậu này là từ mặt trưng nó lên là khoảng 40. Đó. Chậu này bà là dễ về đắp nổi ha, đắp qua không nha bà con. Đó. Chậu này là ngang là 37, lọt lòng là 32. Đó, này 32 điều ha. Cái chậu này là chậu của Bình Dương lá thiêu nha bà con, không phải Biên Hòa ha, màu men nó khác nha. Đúng rồi, chậu này là chậu mới nha. 26A em giao lưu bà con là 950.000, em bao ship toàn quốc nha. Đó là chậu mới nha bà con, rất đẹp luôn, 950.000 em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục một cái chậu là Tứ Linh nha bà con, Long Lân Quy Phụng nha. Đó, chậu Tứ Linh này thì em giao lưu bà con là giá là 1,4 triệu nha. Cái này khá lớn nha bà con. Chiều cao như vậy em lấy luôn dưới đây là nó khoảng 36. Ngang như vậy là 50. Lọt lòng là 43. Chiều sâu lòng là 30. À, cái này 30 này trồng cây cũng bự bự đẹp, rất đẹp nha bà con. Đó, mã số 24, 27A này em giao lưu bà con là 1,4 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Dòng này là dòng của lái thiêu nha bà con. Đó. Hàng mới ha. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đó, lành lặn liền lạc, không có chấp giá gì mẻ bẻ gì ha. Không có mẻ bẻ gì ha. Rồi, tiếp tục là một mã số 25. Đây, 28. 28 là một cái chậu luôn. Đó, chậu này là chậu bát tiên nha. Chậu khá lớn luôn. Đó. Ngang như vậy là 100, ngang như là 63. Lọt lòng là 53 nha bà con. Lọt lòng 53. Sâu lòng là 31. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi cái chậu này thì em giao lúa bà con là 1,6 triệu, em bao ship toàn quốc. À, qua văn đắp nổi rất đẹp, là tích bát tiên nha bà con. Đó, tích bát tiên qua văn đắp nổi khá đẹp luôn. Rồi 1,6 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Mã số 28 nha bà con. Rồi đổi đi. Tiếp tục mã 29, em có một bộ chậu ha. Đây, chồng lên luôn. Một cặp, cái này em bán cặp cho bà con nha. À, một cặp thì giá chỉ 750.000 thôi, em bao ship toàn quốc nha. Chiều cao cái chậu là khoảng 18, ngang như gì nó khoảng 30, khoảng 40. Ở sâu như gì khoảng 34 nha bà con. Một cặp này thì 750.000 là một cặp ha, em bao ship toàn quốc ha. À, với cái giá này thì mình mua cũng quá dễ nha bà con. Đó, chậu cũng đẹp luôn ha. Đây. Rồi, mã số này là mã số 29 cũng cuối clip nha bà con. Rồi, cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ Thanh Bình. Em chân thành cảm ơn ạ.